cái cam bơi như vậy giống chị nha. Ok, sit down. It's a shark!
Everyone. S-I-N-G. Anyone know how to sing? Oh. Okay, three, one, two, three. Can you please go on stage and sing? One song. Sau đây, xin mời các bạn tham gia phần đố vui. Đố các bạn, cánh gì đưa đẩy ở bên thân người? 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 Cánh đồng đưa đẩy ở bên thân người có đúng không? Không, không đúng. Cánh đồng không có đưa đẩy được, cho nên không phải cánh đồng. Cánh tay đưa đẩy ở bên thân người. Đúng rồi, cánh tay thì đưa đẩy ở bên thân người. Hoan hô các bạn đúng rồi. Các bạn đúng rồi, hoan hô các bạn. Yeah. Các bạn, cánh gì lướt sóng ra khơi theo thuyền? Cánh gì lướt sóng ra khơi theo thuyền? Cánh gì mà lướt sóng ra khơi theo thuyền? Mình thử đoán xem nhé, xem là cánh gì lướt sóng ra khơi theo thuyền. Cánh gì lướt sóng ra khơi theo thuyền? Cánh én lướt sóng ra khơi theo thuyền có đúng không? Không, cánh én không có lướt sóng. Cánh én không lướt sóng. Thế thì cánh gì lướt sóng ra khơi theo thuyền? Cánh buồm lướt sóng ra khơi theo thuyền có đúng không? Đúng rồi, cánh buồm đi theo thuyền lướt sóng ra khơi. Hoan hô các bạn đúng rồi nhé. Khi mua quà sinh nhật hoặc mua quà cho các dịp lễ đặc biệt, thay vì chọn những món quà các em chỉ có thể vui chơi được trong vòng vài ngày, rất nhiều cha mẹ đã chọn những món quà âm nhạc. Thưa quý vị, đây là cơ hội sưu tầm những chương trình dạy học ý nghĩa với giá thật đặc biệt. Bộ karaoke thế hệ trẻ, giá thường là 104 đô, on sale là 55 đô. Bộ DVD học đánh vần, giá thường là 55 đô, on sale là 30 đô. Nếu mua 2 gói quà cho bé, sẽ tiết kiệm được tổng cộng là 104 đô. Nếu quý vị mua 2 gói quà học đánh vần và karaoke thế hệ trẻ trong chương trình đặc biệt này, tổng cộng sẽ tiết kiệm được 104 đô và được tặng thêm gói quà cho bé. Đã có bán tại Trung tâm Thế hệ Trẻ trong Thương xá Phước Lộc Thọ. Điện thoại 714-894-2428. Làm sao?
mời các bạn cùng tham gia phần đố vui. Đố các bạn nha. Cánh gì xanh lúa con đê dẫn vào? 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 Cánh hoa xanh lúa con đê dẫn vào. Cánh hoa có xanh lúa không? Không, cánh hoa không có xanh lúa. Cánh gì xanh lúa con đê dẫn vào? Cánh đồng xanh lúa con đê dẫn vào. Đúng rồi, các bạn đúng rồi. Các bạn đúng rồi. Hoan hô các bạn. Cánh đồng xanh lúa con đê dẫn vào. Cánh đồng xanh lúa con đê dẫn vào. Cánh đồng field. Cánh đồng field. Hoan hô các bạn. Yeah. Cho người Việt, vì người Việt. Khi viếng thăm Little Sài Gòn ở Nam California, du khách thường chọn khách sạn nào? Chọn khách sạn Westminster Nice Inn tại Little Sài Gòn. Tôi chọn khách sạn Westminster Nice Inn tại Little Sài Gòn vì nơi này tiện nghi và thoải mái như ở nhà. Ở đây rất là tiện lợi, gần gia đình. Đi nhà thờ Westminster, đi Westminster Mall, rồi đi Freeway 405, Freeway 22, Freeway 5 cũng là tiện. Nhất là ở đó tiện nghi là có những cái phòng suite đó, gia đình ở thuận lợi lắm. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị vào trang mạng littlesaigonhotel.com để xem khách sạn, xem phòng, đặt phòng và được hướng dẫn các tour du lịch với giá thật đặc biệt. Khách sạn Westminster Nights Inn tại Little Sài Gòn, địa chỉ 6601 Westminster Boulevard, Westminster, CA 92683, USA. Điện thoại 714-898-5598. Khách sạn Westminster Nice Inn tại Little Sài Gòn, California. Tiện nghi, thoải mái như ở nhà. Tiện nghi, thoải mái như ở nhà.